Hello cả nhà. Rồi đến phiên Alex. Anh hai, cậu cả đang trải nghiệm máy Lumi Spa lần đầu tiên. How do you feel con? Đã quá. Wow. Đã như thế nào con? How? Massage hết cả mặt luôn. Massage hết. Cậu cả mới có 15 tuổi à, mà má hỏi là biết nói tiếng Việt kìa. Ok. Lần đầu trải nghiệm máy này là má mua để má tặng cho bé đi. Là con trai của má đây. Dành cho những người bận rộn cả nam, đặc biệt cho phái nam và phái nữ, chỉ để rửa mặt sạch thôi. Sau đó da của mình có chất chống lão hóa, làm căng và sạch da của mình, đặc biệt là teenager, có nhiều dầu, nhiều bụi bẩn mỗi ngày. Hai phút là hết rồi đó con.